Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Nếu là game thủ, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua những chiếc laptop gaming mới ra mắt. Và là fan của Gigabyte thì bạn sẽ phải xem về chiếc laptop này. Nó được xem như một sự thành công của dòng laptop gaming, không chỉ được cải tiến về hiệu năng mà cả về thiết kế. Có những sự thay đổi cực kỳ nổi bật. Trên tay mình đây là chiếc laptop Gigabyte G5 sử dụng Intel thế hệ thứ 12 mới nhất năm 2022. Hãy cùng mình khám phá xem chiếc laptop này có gì mà lại được săn đón đến vậy nhé. Nhìn qua về tổng thể bên ngoài thì Gigabyte G5 vẫn giữ nguyên thiết kế bằng nhựa cao cấp, bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu đen đậm chất gaming. Logo Gigabyte được đặt ngay ngắn phía bên trái, khiến người dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu. Điều làm nên sự khác biệt to lớn về thiết kế của phiên bản này đó là sự thu gọn về kích thước đến gần 22%. Có thể nói đây là điều không phải chiếc laptop gaming nào cũng có thể làm được khi sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ nhưng hiệu năng vẫn cực kỳ khủng. Và dù mỏng nhẹ nhưng vẫn được Gigabyte trang bị một camera để bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Màn hình của chiếc laptop này là màn hình 15,6 inch Full HD. Tần số quét lên đến 144Hz sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm chất lượng hiển thị cực kỳ sắc nét. Bạn có thể thoải mái làm việc và học tập trên chiếc màn hình này. Và đặc biệt, với tần số quét 144Hz thì bạn có thể đáp ứng mọi tựa game cho trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà, không lo xé hình hay là giật lag. Chiếc máy này cũng được nâng cấp lên Wi-Fi 6 để đường truyền mạng của bạn được ổn định hơn. Bàn phím của chiếc laptop này là bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu tạo cảm giác thoải mái. Nền bàn phím cũng được trang bị đèn LED với 15 màu sắc khác nhau. Bạn có thể thoải mái thay đổi màu nền bàn phím trong phần setting. Đây là điểm mà mình khá thích vì bạn có thể làm việc với chiếc bàn phím này ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Phần touchpad rộng rãi, cảm ứng đa điểm, được đặt hơi lệch về bên trái để bạn có nhiều không gian cho bên phải, giúp những thao tác chơi game được chính xác hơn. Có thể thấy chiếc Gigabyte này được thiết kế vô cùng tinh tế, cực kỳ tâm lý và luôn hướng tới nhu cầu của người dùng. Khi sở hữu chiếc máy này thì bạn sẽ được sử dụng con chip hàng đầu hiện nay, Intel Core i5 12500H thế hệ thứ 12 với 12 x 16 luồng, 512 SSD, tốc độ xử lý lên đến 4.5 GHz. Bạn có thể thoải mái làm việc và chơi game trên chiếc laptop này. Nó có thể cân được mọi tựa game và những tác vụ văn phòng office như là Word, PowerPoint, Excel. Cùng với đó, chiếc laptop này được tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX 3050 giúp bạn sửa hình ảnh hay là làm video cực kỳ mượt mà. Vì là một chiếc laptop gaming nên phần tản nhiệt cũng không thể bỏ qua. Chiếc laptop này sử dụng công nghệ tản nhiệt Wi-Fi Cooling. Với công nghệ tản nhiệt này cho phép máy bạn vận hành hết công suất và vẫn đảm bảo được sự mát mẻ, bung hết hiệu năng của CPU và GPU để bạn chiến game thoải mái mà không lo giật lag. Với các khe tản nhiệt, phần đế máy cũng như các lỗ thoát khí xung quanh cạnh viền làm giảm nhiệt lượng cực kỳ nhanh chóng. Cuối cùng, chiếc laptop này không thiếu bất cứ một cổng kết nối nào, bao gồm hai cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN, một dắt cắm tai nghe để bạn có thể kết nối hay truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Tóm lại, laptop gaming Gigabyte G5 là một sự lột xác về cả hiệu năng lẫn thiết kế. Sử dụng dòng chip thế hệ thứ 12 mới nhất hiện nay, Intel Core i5 12500H cùng các đồ họa NVIDIA RTX 3050 thì đáp ứng quá cả mong đợi của ai là fan của Gigabyte. Link sản phẩm cũng như những chương trình khuyến mãi mình sẽ để ở dưới. Các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.